Thưa quý vị và các bạn, những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ của các bộ ngành trung ương và các tổ chức quốc tế, tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm thực hiện các chương trình dự án nhằm phục hồi các diện tích rừng, trong đó có rừng ven biển. Đặc biệt, việc thực hiện dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, gọi tắt là dự án FMCR, sẽ góp phần bảo vệ rừng ven biển, ven sông và giảm phát thải khí nhà kính. Tại tỉnh Quảng Bình, dự án FMCR được triển khai tại 33 xã phường thuộc 6 huyện thị xã thành phố ven biển. Thực hiện kế hoạch của dự án từ năm 2021 đến nay, dự án FMCR Quảng Bình đã thiết kế thi công trồng rừng với diện tích 584 hectare, bao gồm cả trồng rừng phục hồi và trồng mới. Quá trình khảo sát thực tế cũng như việc lựa chọn giống cây để trồng rừng ven biển được triển khai thực hiện theo đúng quy phạm kỹ thuật hiện hành và quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Những cái kế hoạch của Trung ương giao trong năm 2022 thì đến thời điểm này thì chúng tôi cam kết là sẽ hoàn thành 100% cái vốn đầu tư của dự án. Đây là một cái vấn đề quan trọng đối với tỉnh. Đối với tỉnh nghèo chúng ta thì có một cái nguồn hỗ trợ từ Trung ương để mà tranh thủ đầu tư cái cơ sở hạ tầng cũng như cả cái mô hình sinh kế cho người dân. Đây là những cái mà cần phải phát huy. Và cái kế hoạch năm 23 thì là cái năm cuối cùng để kết thúc dự án. Thì chúng tôi cũng đang còn tập trung để chỉ đạo cái ban quản lý dự án hiện đại hóa và tăng cường tính chống chịu rừng ven biển, là triển khai chuẩn bị tất cả các cái nội dung có liên quan để triển khai hoàn thành tốt các cái mục tiêu của cái dự án đề ra. Thực tế cho thấy việc trồng rừng phòng hộ mang lại những lợi ích thiết thực về phòng chống và giảm thiểu tác động của thiên tai, hạn chế nhiễm mặn đối với đất canh tác nông nghiệp, bảo vệ môi trường sống cho sinh vật biển ven bờ, duy trì tính đa dạng sinh học vùng ven biển, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm và quyền lợi từ việc bảo vệ và phát triển rừng. Thì việc có như phát triển trong rừng của ban quản lý dự án, tôi cảm thấy là cái tầm quan trọng hết sức quan trọng. Mặc dù triển khai cái trong rừng của ban quản lý dự án nhiều còn gặp nhiều khó khăn, nhưng về tinh thần coi như là cao, rồi coi như quan tâm của ban quản lý dự án cũng như sự thống nhất đồng tin của chính quyền địa phương và người dân trong rừng, cho nên cái việc trong rừng của ban quản lý dự án triển khai trên đất Quảng Bình này đảm bảo đúng tiến độ kỹ thuật đề ra. Thì ngoài cái sự coi như là phát triển trong rừng của ban dự án thì việc chăm sóc thì chúng tôi rất là quan tâm để làm sao đó coi như là triển khai cái dự án của trong rừng và chúng tôi người dân là luôn tham gia cái việc coi như bảo vệ chăm sóc đảm bảo kỹ thuật cũng như là tất cả mọi cái để làm sao đó là địa thân rừng đảm bảo về môi trường sinh thái cũng như là nước biển dân rồi là chống cái sạt lở. Mặc dù quá trình thực hiện dự án FMCR trên địa bàn tỉnh có nhiều yếu tố tác động tiêu cực, nhưng với sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân và Ban chỉ đạo dự án tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở ngành địa phương và người dân, nên đến nay dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao năng lực quản lý dự án, khẩn trương khắc phục những cái tồn tại và khuyết điểm trong các cái khâu từ chỉ đạo điều hành cho đến tổ chức thực hiện đối với dự án đầu tư, khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2023, đảm bảo tính khả thi sát đúng với tinh thần thực tế. Là trên cơ sở kế hoạch năm được phê duyệt thì ban quản lý dự án sẽ khẩn trương lập cái kế hoạch thực hiện chi tiết cho từng hoạt động, từng gói thầu với cái lộ trình rất là cụ thể, từ đó để mà căn cứ chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, thường xuyên kiểm tra bám sát những cái nhiệm vụ của dự án, kịp thời báo cáo và đề xuất xử lý những cái vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, tích cực giám sát đôn đốc yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực về máy móc, thiết bị, về nhân công là đảm bảo hoàn thành khối lượng theo kế hoạch năm và hoàn thành 100% khối lượng mà các tiểu dự án đã thực hiện trong năm 2023. Việc thực hiện dự án FMCR tại các tỉnh thành phố ven biển sẽ góp phần phát triển kinh tế xanh và du lịch sinh thái cho khu vực, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ các tài nguyên hiện có, tăng cường tính chống chịu và thích ứng trước những bất lợi đến từ thiên nhiên.